ơn các bạn đã quay trở lại với channel của Lumilo Việt Nam. Và đây là series tất tần tập về Lumilo. Và tập ngày hôm nay, sau rất nhiều những ứng dụng của Lumilo, thì hôm nay Xuân sẽ giới thiệu cho các bạn về một ứng dụng khác của Lumilo trên các phương tiện di chuyển, và đặc biệt là xe phân khối lớn và xe hơi. Vậy thì Xuân xin phép được nhắc lại một xíu về thông tin về Lumilo. Thì Lumilo là công nghệ sân điện ánh sáng với 4 lớp và với độ dày chỉ 0.2mm, Lumilo có thể ứng dụng trên tất cả những bề mặt, tất cả những chất liệu khác nhau, để từ đó các bạn thấy rằng ứng dụng của Lumilo là vô hạn. Và đối với các phương tiện cá nhân như là xe phân khối lớn hoặc đặc biệt là ô tô, thì Lumilo sẽ giúp cho thương hiệu của bạn có thể phát sáng bất kỳ lúc nào bạn muốn chỉ với một nút bấm. Còn nếu như bạn là một chủ của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn muốn thương hiệu của bạn đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua việc branding trên chính những phương tiện di chuyển của mình, thì Lumilo sẽ là một giải pháp tối ưu dành cho bạn. Lúc này bạn hãy tưởng tượng xem thương hiệu của bạn sẽ xuất hiện trên chính chiếc ô tô của mình, và chỉ thông qua một nút bấm, thương hiệu của bạn có thể phát sáng ngay cả trong ban đêm, đảm bảo được việc tiếp cận đến khách hàng ở mọi lúc, mọi nơi. Và điểm đặc biệt hơn, hiệu ứng phát sáng của Lumilo hoàn toàn có thể lập trình được. Bạn có thể lập trình được hiệu ứng và thứ tự phát sáng của các họa tiết, các ký tự trong thương hiệu của bạn theo ý đồ của bạn, và tất cả đều có thể được thực hiện được với Lumilo. Và ở đây như mọi người có thể thấy rằng bên cạnh những yếu tố về branding, thì những chi tiết trang trí khác trên chiếc xe, từ capo xe, mui xe đến thân xe đều có thể được thực hiện với sân điện phát sáng Lumilo. Và lúc này bất kỳ màu sắc nào mà bạn mong muốn, Lumilo đều có thể thực hiện được. Và nếu bạn là chủ một doanh nghiệp OEM hay bạn đang sở hữu một thương hiệu lớn, bạn mong muốn thương hiệu của mình có thể phát sáng và tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, thì Lumilo chính là một giải pháp tối ưu dành cho bạn. Và điển hình, đây là chiếc logo của thương hiệu xe Hyundai mà Lumilo vừa hoàn thiện với màu ánh sáng trắng. Và ánh sáng trắng hiện nay là một trong những màu gốc của Lumilo, có thể ứng dụng trên rất nhiều những sản phẩm, những thành phẩm khác nhau. Và bên cạnh ánh sáng trắng, Lumilo còn có thêm 7 màu gốc khác, bao gồm Aqua, Blue, Green, Pink, Violet, Orange và Yellow. Với 8 màu sắc gốc này thì các thương hiệu có thể thỏa sức để sáng tạo. Bên cạnh việc mình phát sáng những logo của thương hiệu, thì chúng ta có thể phát sáng những họa tiết, những dấu ấn đặc biệt của thương hiệu trên thành phẩm của mình. Và ứng dụng trên xe phân khối lớn và xe ô tô chỉ là một trong rất nhiều những ứng dụng của Lumilo. Và đây như mọi người có thể thấy là toàn bộ những ứng dụng mà Lumilo đã giới thiệu cho mọi người trong series tất tần tập về Lumilo. Và ở đây, bên cạnh rất nhiều những ứng dụng, thì chúng ta cũng có rất nhiều những màu sắc khác nhau, từ màu xanh aqua đến xanh blue được ứng dụng trên những chiếc nón bảo hiểm. Màu xanh blue được ứng dụng trên việc thiết kế và branding trên xe ô tô. Màu trắng của Lumilo hay màu xanh aqua được ứng dụng trên những sản phẩm như là loa Marshall đây. Và với tất cả những ứng dụng này, nếu như bạn là một doanh nghiệp mong muốn customize có cho doanh nghiệp của mình một bộ sưu tập những sản phẩm độc đáo kết hợp cùng với sân điện Lumilo, hãy đừng ngần ngại kết nối với Lumilo thông qua fanpage, Instagram hoặc hotline của Lumilo. Còn nếu như bạn là một thợ sơn mong muốn nâng trình của mình trong việc thiết kế và tô điểm cho những chiếc xe, thì cũng đừng ngần ngại tham gia cùng khóa học đào tạo thợ sơn Lumilo, và có thể liên hệ với Lumilo thông qua hotline. Và cuối cùng, để biết thêm nhiều thông tin bổ ích, các bạn hãy subscribe kênh YouTube của Lumilo cũng như ghé thăm website lumilo.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích. Và đây là toàn bộ những gì Lumilo muốn giới thiệu trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của series Tất Tần Tật về Lumilo.